Ngày 26 tháng 5, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia buổi giám sát có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2021 thuộc nhóm điều hành thấp với tổng số điểm PCI là 57,16 điểm, thấp hơn 5,64 điểm so với năm 2020 và thấp hơn 7,58 điểm so với tỉnh ở vị trí trung vị, đứng thứ 62 so với cả nước và giảm 18 bậc so với năm trước. Kết quả cải thiện chỉ số cạnh tranh tỉnh Hòa Bình không đạt mục tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra. Chỉ số PCI giảm sâu cả về điểm số và thứ hạng. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và phát triển sản xuất, dẫn tới nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng hoạt động và giải thể. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm tiến độ yêu cầu. Việc rà soát xây dựng, cắt giảm thủ tục hành chính chưa thực chất. Một số cán bộ công chức viên chức còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc, trình độ chuyên môn chưa cao, thái độ của chính quyền các cấp, các chính sách của địa phương ban hành chưa mang tính bao trùm, chủ yếu ưu tiên thu hút doanh nghiệp lớn. Công tác quản lý đất đai của tỉnh còn hạn chế, giải quyết các thủ tục và cung cấp thông tin về đất đai còn chậm. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã phân tích rõ những khó khăn tồn tại hạn chế, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp trong thời gian tới, trong đó yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban dân các huyện thành phố thực hiện rà soát, đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan đơn vị mình đối với các chỉ tiêu PCI năm 2021, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng bộ máy dịch vụ công, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành quản lý thực thi công vụ, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nâng cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, quyết liệt trong công tác quy hoạch. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban dân tỉnh hoàn thiện đánh giá lại báo cáo, làm rõ 15 khó khăn vướng mắc hạn chế yếu kém cũng như các giải pháp trong thời gian tới. Trong đó tập trung giao nhiệm vụ cho từng sở ngành địa phương, có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đảm bảo thực chất và khả thi, đồng thời cần rà soát lại các thủ tục hành chính còn khó khăn vướng mắc để có kiến nghị đề xuất, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, góp phần cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới.